Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động vận tải đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi vận tải du lịch tê liệt hoàn toàn, nhiều doanh nghiệp phá sản, thì vận tải hàng hóa thì cũng chỉ hoạt động cầm chừng. Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động vận tải hiện nay không chỉ là vấn đề cấp bách đối với nhiều doanh nghiệp, mà còn là nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho Đà Nẵng để khôi phục kinh tế xã hội khi bước vào trạng thái bình thường mới. Đây cũng là một trong những nội dung được đề cập tại diễn đàn hội nghị đối thoại doanh nghiệp vừa được tổ chức. Do lo ngại lây nhiễm COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã quy định xe từ địa phương khác vào thành phố chỉ được ở lại 12 giờ. Nếu quá thì tài xế phải đi cách ly tập trung, kể cả với xe của Đà Nẵng. Điều này đã gây áp lực rất lớn không chỉ cho các tài xế mà còn đối với các chủ doanh nghiệp vì thời gian vận chuyển hàng hóa bị kéo dài gấp đôi, thậm chí là gấp 3. Tài xế mất khả năng xoay chuyển, chi phí vận tải tăng cao, chuỗi logistics bị đứt gãy nghiêm trọng. cứ sợ phọt không hết, sợ quá mình hơi tiếng, cái sợ phọt tiền đó rồi không có chịu, từ mùa COVID nó cũng khổ này nữa. Giá bây giờ nó phát sinh liên tục, không có ngày nào mà không bị biến động giá cả. Chỉ có những cái doanh nghiệp nào cố gắng làm để có tiền trả ngân hàng thì người ta làm, chứ nói về mặt hiệu quả thì đến bây giờ có thể nói rằng không có doanh nghiệp nào dám nói rằng là chúng tôi đang làm việc cách có hiệu quả cả. Tháo gỡ những bất cập trong hoạt động vận tải chính là mong mỏi hiện nay của đa số doanh nghiệp, vì lĩnh vực này được xem là xương sống của nền kinh tế. Đây cũng chính là một trong những vấn đề nóng được đem ra bàn thảo và được lãnh đạo thành phố giải đáp tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp vừa qua. Các đơn vị vận tải hầu hết là đề xuất là hiện nay thứ nhất là lái xe đã tiêm một mũi vaccine và hai mũi vaccine, đồng thời là có cái xét nghiệm thường xuyên, thì cũng đề nghị là cho đơn vị các đơn vị đủ điều kiện được thì cho cách ly tập trung tại đơn vị theo quy định. Thì về vấn đề này thì Sở Giao thông đã làm việc nhiều lần và cũng thấy cũng rất là thuận lợi, cho tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thì Sở cũng thống nhất và cũng có kiến nghị lên lãnh đạo thành phố. Tôi xin khẳng định là lãnh đạo thành phố sẽ cam kết giải quyết từng những vấn đề cụ thể, những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh. Thì tôi đề nghị các sở ngành phải quán triệt cái tinh thần này và có cái sự đồng hành chia sẻ, và nói như một số doanh nghiệp đấy là cái sự chăm sóc của chính quyền đối với doanh nghiệp là một trong những yếu tố đảm bảo cho cái việc mà doanh nghiệp an tâm đầu tư sản xuất trong cái thời gian tới, nhất là trong cái điều kiện dịch bệnh hiện nay. Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 8, số lượng hàng hóa luân chuyển giảm 3% so với tháng trước đó và xấp xỉ bằng cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù đã có quy định luồng xanh, nhưng hoạt động vận tải vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, gần 80% các doanh nghiệp vận tải hàng hóa đang thua lỗ, bán mất xe và hoạt động cầm chừng để giải quyết các chi phí như bảo trì đường bộ, bảo hiểm hay lãi ngân hàng.